Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và Mia Thanh Ezi đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì ở đây mình đã có nở ra một số con rồng hôm qua mình mới up. Và hôm nay mình sẽ làm review cho anh em xem về một con rồng mới. Con rồng này thì nó mang tên là con rồng Sakura. Sakura hình như là hoa anh đào Nhật Bản đúng không? Rất là đẹp luôn. Lần đầu tiên mình thấy con rồng ở đấy, chưa giờ thấy luôn. Chắc là một loại rồng mới. Đó, đây chính là dạng một của con Sakura của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể là xem cái thông tin về con rồng Sakura này ở trên website. Và mình sẽ tìm tới Dragon City. Và chúng ta sẽ tìm tới Sakura. Sakura Dragon. Ở đây nó sẽ có những thông tin. À, có thể lai giống được à? Con này có thể lai giống được à? Thế không để hiếm lắm nhờ. Chúng nó sẽ có một chiêu Mystery Water 800 dam, 1200 dam là chiêu ánh sáng, Wind Pulse là 1350 và một chiêu bão cát 1350 này. Hoa anh đào đại diện cho vẻ đẹp vĩnh cửu, con rồng Sakura thật sự rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp của nó xa khỏi sự tồn tại vẫn là vĩnh cửu. Con rồng này đúng là kiểu rồng Trung Quốc, kiểu thân dài này, cánh nhỏ, bốn chân luôn đấy. Rồng của châu Á chứ, rồng châu Á đúng hơn. Và mình sẽ cho nó lên cấp nhá. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp 7 đi anh em. Đây là Sakura, nhìn đẹp phết nhờ. Đó, như anh em nhìn thấy không? Làm gì đây? Rất rất đẹp luôn đấy, phải nói thế. Đẹp cấp 7 rồi, nhìn mặt này. Ôi, dễ thương vãi trưởng luôn đấy, phải nói thế. Cực kỳ dễ thương luôn. Không bay được vì nặng quá. Thì nếu anh em nào thích đặt tên là gì thì hãy comment ngay xuống phía dưới nhá. Mình sẽ lựa chọn cái tên nào mà mình thấy hợp lý và nhiều người thích nhất để đặt tên cho con rồng hoa anh đào của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục là cho con Heroic của mình lên mình ăn để nó khỏe hơn một chút nữa. Heroic đâu rồi? Ok, đây đây, độ hiếm là Heroic đây. Và con rồng của chúng ta đâu nhỉ? Đây, High Resolution cho lên cấp 20 này anh em. Đây sẽ tiến hóa dạng 3 của High Resolution. Đó, khá đẹp. Và chúng ta sẽ tiếp tục thôi, chiến đấu nào. Tăng combat lên này. Lấy game được chưa? Lấy một viên game này. Phía bên này nữa thì chúng ta sẽ boost gold lên. Làm tất cả những gì có thể. Lấy hòm này. Rồi, phía dưới này lấy thêm cái hòm này, 12.300 luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ xem nào. Mình sẽ cần phải là gửi rồng đi tiếp tục là xây dựng tiếp tầng 2 của cái tòa nhà này. Enter này, chúng ta sẽ nhập vào và bắt đầu cho đi gửi rồng ấy thôi. Cho những con không cần dùng này, ví dụ như mấy con này chẳng hạn. 4 con đi luôn. Chăm chỉ gửi rồng đi, chúng ta sẽ xây được cái tòa nhà này thôi. Cái này còn tận đến 6 mảnh cơ. Terrifying à? Terrifying đang cần để lai giống thôi, để nguyên đấy. Do Flamingo này. À không được. Đây hoàng đế rồng này, bao siêu này, bằng này con luôn. Con Terrifying cần để đi lai giống nhá. Chúng ta sẽ rebreed cái con rồng nhím và con rồng độc Venom, hai con này với nhau. Ở đây sẽ được con gì đây? 15 tiếng à, không biết con gì nhỉ. Đây hệ ra con quả trứng rồng của con Venom rồi. Nhìn trông một chất phết đấy. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ vào trong phần quest để tiếp tục chiến đấu ở trong phần Terrifying thì chưa làm được này. Heroic Training Quest này. Đối đầu với những con Scarready cấp 16. Không vấn đề gì cả. Nhanh chóng thôi. High Resolution bìa khá là khỏe đấy. Chiêu của High Resolution sẽ 25.000 máu. Châu phết. Fire, đốt lửa. 9.000 máu, khá ghê. Làm gì đây? Năng lượng Kamezuko à? Con này như không tiến hóa thì phải. Xấu tệ luôn đấy. Phải nói thật là rất là xấu. Hơn 8.000 máu này. Flaming Arrow 2.400. Thunder. Làm gỏi cả cái team này luôn. Xong luôn cả team. Chết luôn cả team luôn. Rồi, và chúng ta sẽ được thêm 32.000 thức ăn nữa này. Khá là tốt. Chúng ta sẽ vào trong phần Lyric đi. Temporary Quest thì chưa làm thêm rồi, chắc chắn là như vậy.
Ê, hiện tại mình đang có nhiều thức ăn nhỉ? Hơn 100.000 thức ăn đúng không? Mình sẽ cần phải để cho cái con rồng hệ pua chúng ta ăn tối đa lên đã. Hệ này, hệ pua này. Mình cần để làm nhiệm vụ mà. Chắc chắn là như vậy rồi. Pua cơ bản của mình đang là cấp 22. Cấp 23 rồi. Sao cấp 24? Nó yêu cầu là cấp 27 cơ. Kinh khủng thật. Bao giờ mới lên được cấp 27 đây? Chúng ta sẽ vào trong đấu trường nha anh em. 25 này, Double Terra, Sun và Poshi. Quá ngon để có thể chiến đấu được. Mấy con kia của mình còn chưa lên cấp 27 cơ. Con Eneru thần sớm của chúng ta. X2 lên. 20k. Ánh sáng sẽ được cộng thêm đam à? Cái này mới cập nhật à? Chắc là vậy. Thì đúng thôi, mình cũng chẳng có chiêu gì có khắc chế được nó cả. Double Terra này. Wow, nó cộng đam thêm này. Hay quá. Bóng tối. Cân luôn cả team luôn. 54.000 máu. Đấy là lý do tại vì là mình được cộng đam từ cái việc là búp lên. Chết luôn. 22k. Xong luôn này. Acid Rain. Ôi, khắc hệ à? Hệ pua. Nó có nước kìa. DSB sẽ cộng thêm 90% đam kìa. Thật là nó khỏe thế. Châu vẽ trưởng à. Cô chưa ánh sáng là chúng ta sẽ được cộng thêm đam này. Ngon vãi. Wow. Choleric, Mana và Dracon. Toàn con quái vật đấy. Đấy sao? Đấy hỏi 10, 10 và 10. Còn team yếu này. Hay quá. Tự nhiên gặp ngay một cái team yếu trên này. Đánh tốt rồi. Punch. Ồ, bị phản đam à? Bánh khâu. Rồng này chưa tiến hóa. Mấy con này chưa tiến hóa cơ. 7.000. Bánh khâu thôi. Cứ dùng bánh khâu thôi. Nó chỉ ở tầm khoảng hơn 10.000, hơn 18.000 máu. Cung bọ cạp này. Chòm sao à? Chòm sao bọ cạp. Bọ cạp này 22k. Sẽ chết thôi. Victory rồi. Chúng ta sẽ còn mấy trận? 1 trận, 2 trận, 3 trận và 4 trận. Skip có một thằng rồng ở trong Game Throne kìa. Dracon, rồng sói và Dragon. Chiến đấu. Let's go. Ở đây thì Dracon các kiểu đây. X2 lên cái. Cuốn sách ánh sáng. Nó là hệ pua. Wow. Ghê phết vì nó không bị khắc hệ. Nhưng mà mình khỏe hơn nhiều. Chiến luôn đấy. 20.000 máu. Nhưng mà không biết là rượu nào nó có giết được mình không. Hệ pua này, lại hệ pua luôn. Một đối thủ khá đáng gờm. À, mình bị khắc hệ này. Vấn đề mình khắc hệ này. Băng giá. Không có gì khắc hệ mình cả. Hơn mười mấy nghìn máu luôn. Đánh đi. 8.000 mấy thôi. Đóng băng này. Chiến này luôn đấy. Dios Crystal. 8.700. Này thì Dios Crystal này 14.000. Wow. Ôi thật chết tôi rồi. Sai lầm rồi. Chủ quan khinh địch quá. Ui con này bị xích này anh em. Đẹp chưa? Quả nó rất rất đẹp luôn. Chết luôn đi. Mình chủ quan quá rồi. Đáng lẽ nên đổi rồng ngay từ đầu thì nó hợp lý hơn. Mình chết ngay con rồng mà mình gọi là gần như là chủ lực của chúng ta đấy. 24 này. Đành phải cho con này vào tạm với A cộng vậy. Abyss 26. Mirage Dark Against 26 này. Ánh sáng, bóng tối khắc chế được tốt rồi. Không vấn đề gì cả. Ánh sáng thì lại bóng tối rồi. Abyss. Rồi, lửa. Lửa thì không có nước nhỉ. À có nước đây. Có thể chiến được. Đam mình khá to. Hy vọng sẽ giết được nó. Break hole. Giết nó đi. Tiến lên. Con gì đây? 18.000. Ồ. Có hệ đâu, đúng không? Không có hệ được tí nào cả. Đúng rồi. Mày máu trâu thế, 46.000 máu kìa. Quỳ rồi.
18.000 luôn đấy, sợ đấy. Những cái chiêu mạnh mẽ nhất thì chúng ta sẽ không dùng được rồi. Cộng 90% đam này. Ngon vãi trưởng à. Nó sẽ dùng ánh sáng luôn này. Ui ôi, chẳng biết là có thể chịu được nổi không. Hy vọng sẽ chịu được. 16.000, nó còn tận 20.000 cơ. Mệt rồi đây, mệt rồi đây. Này thì 20.000 để 24.000 làm sẽ đời hợp lý đấy. Thế nhưng mình nghĩ là vậy. Chứ mà mình cũng chết luôn. Liệu rằng chúng ta sẽ có giết được cái con rồng Mirai này không? Cố lên nào. 7.000 mấy. Tốt, không bị khắc hệ. Đừng có nhờn với anh. 24 đấy. Yes, hay lắm, rồng dung nham chúng ta. Chiến thắng thôi. Thêm tiền này, để lên cấp 12 gì đó. Sky King, Origin và Legacy. Bình thường những con này ta không ngại lắm đâu. Skip thôi. Mình lên được 69, 19 rồi kìa. Có những con rồng, ba con rồng này, rồng ba đầu này. Rồng ba đầu xịn đấy. Nazca, Zen Dragon. Hiện tại thì không thể đánh được nữa rồi. Rồi, mình sẽ vào trong này để chiến đấu nhá. Mình đang có bao nhiêu điểm nhờ? Mình sẽ 1.500 đúng không? Clam Block. Ui, con này 1.500 cơ à? Nhiều quá nhờ. Cho ta lấy full điểm chưa? Lấy full điểm ở đấy. Ôi, thật sự là rất là đắt đỏ lấy con này đấy. Con này chắc còn khó nữa này. Thế thì mình nghĩ là vậy, còn khó nữa luôn. Còn có 2 ngày thôi. Còn là Warlock Dragon. Nhìn đẹp nhỉ. Nhìn chất vãi trưởng à. Ok, chúng ta sẽ cần phải đợi thôi. Không còn cách nào khác, phải đợi rồi. Mình sẽ cần phải là lai giống một số con rồng ra tiếp đi. Bây giờ còn tận 2 cái ô trống rồng mà chưa lai đây. Chúng ta sẽ phải lai từng con một đúng không? Để xem danh sách rồng nào. Pioneer Discovery này, Discoverers. Cái này mới khó đây. Chúng ta sẽ lai từ Weaven và sang con Steam. Chúng ta lai từ ra con, đầu tiên lai con rồng, con Bass Dragon đang lai rồi. Con Bass Dragon đang lai rồi này. Chúng ta lai từ con Weaven trước nhá, cho dễ tìm này. Dragon City và mình sẽ lai từ con Weaven. Weaven đây rồi. Weaven Dragon. Và chúng ta sẽ xem mà có thể tìm được cái thông tin của nó trên mạng hay không. Bị lag luôn kìa. Rồi, mình tắt luôn cả cái web rồi. Thôi kệ thôi, tí nữa mình sẽ tìm sau vậy. Và chúng ta sẽ vào trong cái kia để test thử con rồng Sakura nhá. Test thử con rồng Sakura cho anh em xem. Mình sẽ bỏ này ra, cho con này vào trước này. Đó, Sakura của mình nó sẽ là cấp 8 thôi. Tít phía dưới này, xem chiêu của nó như thế nào đấy. Sakura đâu em? Cấp 10 này, cấp 9 này, 10 này. Đây sẽ là cấp 8 của nó. Violet, MR cá sấu, các thứ. Kiko, Coco, Senji, Zoro tam kiếm này. Đâu rồi? Level 8 đây. Vẫn chưa thấy dòng Sakura đâu cả. Chắc nó sẽ tầm về khoảng ở phía dưới này anh em. Mình sẽ tìm tới dòng Sakura của chúng ta. Twister, đây cấp 7 rồi. Cấp 8 này. MR Crocodile à. Rider là cái con kia kìa. Đâu hùn nhề. Tất cả đây là cấp 7 rồi. Chúng ta lướt qua rồi. Cấp 8 này. Cần phải nhìn kỹ vào. Không là cũng ấy đấy. Con Love Dragon, rồng tình yêu. Tất cả đây là cấp 7 hết. Cấp 9 này. Hàng cấp 9 này. Cấp 10 này. Cấp 8 này, Photon này. Bão tố này. Rồng hóa sói, Sugar. Đâu ta nhỉ? Yeah. Sakura nó rơi ở cấp 8 thôi chứ. Cấp 8 hay cấp 7 đó. Cái này nó không cho tìm theo tên, nó rất là khó luôn đấy.
Cấp 9 này đâu rồi, nó ở đâu ta? Cấp 8 đây. Để mình xem lại là cấp độ của con Sakura cấp bao nhiêu. Đây, Sakura đây mà. Sakura cấp 7. Vãi trưởng thật. Cho lên cấp 8 đi để có thể là mở cả chiêu 3 luôn đi. Đây, mãi được. Nhầm. Một nhầm lẫn không đáng có, Lewis. Hai trận. Ôi chơi ấn nhầm rồi. Trời ơi. Rồi mình sẽ test lần sau vậy. Let's go, tiến lên nào. Chúng ta để cho con cấp 20 là cân tim luôn nha. Swap này. Nó có chiêu băng giá đây. Khắc chế được cả chiến binh đây. Cực kỳ ngon luôn. Dù xấu nhưng mà đánh rất là ngon, khỏe nữa. Lửa này. Lửa thì không có rồi. Thunder 8.000 mấy. Ổn phết đấy, đúng không? Đam khá là ổn. Vấn đề là nó sẽ không bị khắc hệ. Rất là tốt, 9.600. Petrodium, nước này giật sét thôi. Thunder. Thunder này 19.000. Tuyệt vời. Vượt qua. Claim luôn. Và chúng ta phải đẩy con này ra trước. Thường là mình sẽ đổi con này đi. Nhưng sợ thua không? Cấp 20 cầm mới có cấp độ C thôi. Nào, chúng ta sẽ tìm tới cấp 8 nào. Bây giờ mình có cấp 8 này. Đúng rồi, cấp 7 không thể nào mà tìm được. Cấp 8 thì dễ tìm thôi. Đây rồi, ngay đầu luôn. Sakura, đẹp vãi chưởng luôn đấy. Nhìn là quá dễ thương luôn. Nào, và mình sẽ vào và test luôn con này nha. X2 lên em. Thôi miên, nhất gì thôi miên để sau đi. Đây rồi, Sakura đấy, đẹp chưa? Mình sẽ để tốc độ 1 thôi. Gương ánh sáng. Và nó sẽ giết mình luôn này, bóng tối luôn này. Bữa vãi chưởng luôn. Sandstorm, bão cát. 32.000. Con gì đây? Cấp 27. Một hit, Sandstorm. Con rồng điện cũng đẹp nhờ. Có thêm một con cuối cùng nữa, bóng tối à. Bóng tối thì mình vẫn có Sandstorm. Ba của nó là một cái team bóng tối luôn đấy. Ba dòng đi nhau là một team bóng tối luôn. Rồi sẽ play con này. Và chúng ta sẽ lên là 31 game. Mình sẽ còn 2 chiêu nữa để mình test nốt cái kia. VS Lewis. Chiến đấu này mình sẽ test nốt 2 chiêu của Sakura nốt đi. Và Swap Dragon này chúng ta sẽ dùng là Sakura. Fruiting một chiêu luôn. Nước. Đấy, có hoa anh đào nó nở ra này. Đẹp phết. Nó sẽ dùng chiêu bóng tối đánh mình luôn mà. Làm sao có thể sống được chứ. Chết. Cũng có Heroic này. Vừa thắng Heroic này. Đẹp phết. Ai chả khắc hệ. Khắc hệ luôn đấy. Có băng giá kìa. Nhưng mà còn yếu lắm em. Anh là hàng A rồi. Và họ có một con khủng long luôn này. Khủng long húc rồi. Kết thúc thôi. Choice Duỳnh này 16.000. Tuyệt vời. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.